Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu đắc nhị màu, trong ngày bất kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai nghĩa nhị màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Vân quyển 5. Này thì Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là gồm đủ chiên y. Những gì là 10? Đó là: một, chẳng thuận theo dục nhiễm; hai, chẳng thuận theo sân hận; ba, chẳng thuận theo si mê; 4. Chẳng thuận theo não hại; 5. Chẳng thuận theo tham lam ganh ghét; 6. Chẳng thuận theo kiêu mạn phân biệt tôi ta; 7. Chẳng vì được người nhận biết; 8. Chẳng vì tiếng tâm lợi dưỡng; 9. Chẳng để cho quân ma được tùy tiện; 10. Tâm không cao thấp. Này thiện nam, gồm đủ 10 pháp này, đó là chiên y của Bồ Tát. Lại nữa, này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là khuất khất thực. Những gì là 10? Đó là: một, vì tạo lợi ích cho chúng sinh, khiến họ được phước đức; 2. Khất thực theo thứ lớp; 3. Tốt xấu theo thời, chẳng sinh hối hận; 4. Nên ít ham muốn biết đủ; 5. Khất thực được rồi nên ban cho người cùng hưởng; 6. Đối với thức ăn ngon, dở, không sinh tâm tăng giảm; 7. Không sinh tâm tham đắm; 8. Đối với thức ăn nên biết rõ về hạn lượng; 9. Hướng đến nẻo thiện; 10. Tu tập thiện căn, liền mọi chấp giữ. Thế nào là khất thực vì tạo lợi ích cho chúng sinh? Bồ Tát hành khất thực thì các chúng sinh thiện căn ít ỏi, nên thọ pháp khất thực là nhằm tạo lợi ích cho họ. Khi vào các chốn làng xóm tan ốc khất thực, Bồ Tát luôn giữ niệm không bỏ oai nghi đầy đủ, hoặc lúc nhìn ngó đoạn không hấp tấp, cử động luôn hợp thuận hợp, các căn tịch tỉnh phải nhìn kỹ, mắt hướng về phía trước không quá một tầm, nơi Phật pháp tăng sinh tâm tinh kính sâu xa, sau đấy mới khất thực. Khất thực theo thứ lớp, tâm không lựa chọn. Đối với các hàng sắc lợi bà la môn, những nhà giàu sang cũng hoàn toàn theo đúng thứ lớp, thức ăn xin đủ thì dùng. Rồi những nơi có chó dữ, trâu mẹ mới sinh con, do kiếp trước phá bỏ giới cấm nên bị đọa vào đường súc sinh, những nơi hoặc nam đồng nữ hay quấy phá gây phiền não thì không nên đến, hoặc các chốn có thể tạo hiềm nghi cũng đều tránh xa. Theo thứ lớp khất thực, trước hết là không nên sinh tham vướng, không nên sinh giận dữ đối với mọi người, không dễ tâm yêu ghét. Nhưng với các thức ăn ngon dở, tâm luôn bình đẳng, nên ít ham muốn biết đủ theo chỗ khất thực được nhiều hay ít, trở lại nơi chúng tăng để ở để giải y các bác, rồi đáy tay chân. Nếu tới chỗ thờ Phật pháp chùa nơi có chúng tăng, luôn cung kính cúng dường, thức ăn khất thực được phân ra làm 4 phần: một phần cho người đồng phạm hạnh, một phần cho kẻ khốn khó nhất trong số khất thực, phần thứ ba dành cho các quỷ thần, sau cùng là phần của mình thọ thực. Ta nay thọ thực, chỉ nhớ nghĩ tới việc tu đạo, không nên vì chuyện ăn uống mà sinh tham nhiễm, cũng chẳng nên phóng túng ham thích không chán. Ăn uống như vậy là để giữ lấy mạng sống này, cho nên việc thọ thực là nhằm duy trì sắc thân, không khiến phải gây ốm hoặc quá béo tốt. Vì sao? Vì nếu thân ốm yếu thì trở ngại cho việc hành đạo, còn nếu ăn uống nhiều thì lại thêm nhiều ngủ nghỉ. Nhằm hành đạo nên đối với việc ăn uống phải biết dài chừng, vừa đủ, không nhiều, không ít, giúp tu tinh tấn rồi bỏ bê trễ, là nhằm làm viên mãn các pháp bồ đề giác phần. Viên mãn các pháp này nên ngã kiến được diệt, ngã kiến được diệt trừ thì có thể dùng thịt nơi thân mình bố thí cho chúng sinh. Thiện nam, gồm đủ 10 pháp này gọi là Bồ Tát hành pháp khất thực. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là nhất xứ tọa. Những gì là 10? Đó là: một, nơi của bồ đề nhất tọa đạo tràng, hàng phục quân ma, khiến chúng thảy đều kính sợ; 2. Chỗ này chẳng động, đạt được định xuất thế gian; 3. Chỗ này chẳng động, đạt được tuệ thế gian; 4. Chỗ này chẳng động, đạt được trí xuất thế gian; 5. Chỗ này chẳng động, đạt được tam muội không; 6. Chỗ này chẳng động, đạt được sự giác ngộ về hết thảy các pháp; 7. Chỗ này chẳng động, đạt được tám thánh chánh đạo; 8. Chỗ này chẳng động, đạt được chân thật; 9. Chỗ này chẳng động, do đất như thật; 10. Chỗ này chẳng động, trên đất nhất thiết chủng trí tọa. Thì nam, nhất tọa tức là pháp tọa, Bồ Tát chẳng hề dao động nên gọi là nhất tọa. Thì nam, gồm đủ 10 pháp ấy gọi là Bồ Tát hành pháp nhất tọa. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là nhất thọ thực. Đó là: một, thọ thực không tham cầu; 2. Thọ thực không nhiễm đắm; 3. Cho là thọ thực đã đủ thì không thọ nhận bơ dầu; 4. Không thọ nhận hắc thạch mật; 5. Không thọ nhận nước quả amalak; 6. Không thọ nhận nước mía cùng nước của những thứ quả khác, đúng thời hay phi thời đều còn ăn uống; 6.
thấy người khác ăn uống không sinh phiền não. Tám thường ăn một lần, chín Bồ Tát giả như có bệnh khổ hoặc tánh mạng gặp hoạn nạn hay pháp thiện gặp trở ngại, trong các trường hợp ấy đều không sinh tâm nghi hối. 10. Luôn tạo tưởng thọ thực như uống thuốc. Này thiện nam, đầy đủ 10 pháp ấy gọi là Bồ Tát hành pháp nhất thọ thực. Này thiện nam, Bồ Tát là có 10 pháp gọi là trụ nơi A Lan nhã, đó là: một, tu tập phạm hạnh từ lâu; hai, không hiểu về giới luật; ba, các căn đầy đủ; bốn, nghe rộng biết nhiều; năm, trí tuệ sâu xa; sáu, dứt trừ ngã kiến; bảy, với như hôm nay; tám, thân tướng không mập không ốm; chín, tâm luôn chán lìa điều ác; 10, ưa thích chốn thanh vắng tịch tịnh, chốn A Lan nhã. Thế nào là tu tập phạm hạnh từ lâu? Này thiện nam, Đại Bồ Tát ở trong pháp Phật xuất gia học đạo, ba nghiệp thanh tịnh, tu trì giới cấm, khéo nhận biết về các pháp. Hiểu rõ về oai nghi ứng hợp giới nơi chốn đi ở, qua lại nằm ngồi, hoàn toàn dựa theo giới pháp. Trong pháp của Như Lai luôn hành trì đúng với các bậc thượng trung hạ, chỉ dạy về oai nghi nơi giới và có thể chỉ dạy về pháp thiền. Các pháp như thế đã tự thông hiểu hành trì, không thọ nhận từ kẻ khác. Hiểu biết về nghĩa, về nẻo xuất ly giải thoát, biết rõ về tọa thiền, do lỗi lầm phát sinh nên tránh những sự hủy phạm. Tinh tấn tu trì về giới, nó có chỗ phạm, dù ít cũng nên tự cha trách, sám hối. Theo chỗ bị phạm, cùng do đấy mà chẳng phạm đều có thể nhận biết rõ. Nếu phạm tội nặng, kể cả tội vừa nhẹ, đều có thể phân biệt về sự thọ nhận quả báo nhẹ nặng xa gần. Các căn đầy đủ, giữa nơi chốn A Lan nhã, nơi được nương tựa ấy, không bị kẻ khác gây phiền não. Lũ ở thích hành khất thực, chốn lui tới không gần không xa, gần chỗ nước trong sạch không đục không dơ, tới chỗ có nhiều cây rừng, nơi không gây sự sợ hãi. Hoa quả đủ đầy, liệt xa nơi có thú dữ, hang động, đền thờ, chọn chốn tịch tỉnh bậc nhất, lui tới không khó khăn. Bồ Tát ở nơi chốn như thế, ngày đêm sáu thời đọc tụng kinh luật âm thanh vừa phải, khéo giữa các căn, tâm không tán loạn, có lòng tin sâu xa, luôn vui vẻ nên có thể nhớ đủ về câu kệ, khéo chọn lấy tướng nhân để trừ bỏ việc ham ngủ nghỉ. Các bậc quốc vương, vương hầu, vương tử, các hàng bà la môn, sát lợi cùng chúng dân đi đến chốn A Lan nhã của Bồ Tát. Vị tỳ kheo sướng lành thay, đại vương đã thân hành đến đây, xin an tọa vào chỗ này. Khi vua ngồi, Bồ Tát cùng ngồi; nếu quốc vương không ngồi, Bồ Tát cũng không ngồi. Nếu các căn của vua không ổn định, Bồ Tát phải nên tán thán: đại vương khéo đạt được lợi lớn, vì trong cõi nước của vua có nhiều vị sa môn bà la môn hành trì giới luật nên không bị những kẻ ác đạo tặc phá hoại. Nếu vua là hàng lợi căn, hòa nhã khéo thuận hợp, có thể làm bậc pháp khí, thì nên vì đấy mà thuyết giả giáo pháp, hoặc không thích việc thuyết pháp, thì nên giả nói về năm dục là vô thường, khiến vua nhận biết mà chán lìa điều ác. Nếu không ưa việc chán lìa điều ác, thì nên vì vua nêu giảng về chư Phật có tâm đại từ bi, uy đức tự tại đối với hành hóa ứng hiện rộng khắp. Đối với các hàng sát lợi bà la môn trưởng giả, chủ các thành ấp cùng chúng dân, thì tùy hoàn cảnh thích hợp mà giảng nói pháp. Bồ Tát đối trước những người đa văn như vậy nên cho là có thể làm bậc pháp khí, tôi nên vì họ hết lòng giảng dạy pháp Phật, nghe rồi tinh tọa tâm sinh vui thích, đều khiến hoan hỷ. Bồ Tát đa văn hiểu biết sâu rộng nên không phiền não giới khỏi, do khéo thu pháp đối trị có thể dứt trừ ngã kiến nên không sinh sợ sệt, trí tuệ biện tài gồm đủ nên đối nơi đại chúng không chút kính sợ, dũng mãnh không cho là khó khăn, hành trì đủ các sự việc như vậy nó có thể an trụ nơi chốn A Lan nhã, giữ vững tâm chán lìa điều ác, vui thích ở một mình nó vắng lặng, giống như nai rừng thường ở chốn sơn lâm. Tỳ kheo trụ A Lan nhã khác với loài nai rừng, vì tâm không còn kinh sợ. Loài nai kia khi thấy người thì vội vàng chạy lánh vì sợ bị hắn giết, bắn giết. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, đối với các nơi chốn đông đúc náo nhiệt, hết thảy nam nữ đều nên xa lìa. Vì sao? Vì khiến cho tâm mình bị loạn động, khó tu thiền định, không thể chán bỏ điều ác, tu tập công đức, tạo sự ưa thích tịch tỉnh. Từ đây không nên đắm nhiễm gần gũi nơi đô hội, khi mất tâm định, trụ nơi A Lan nhã. Tỳ nam, còn đủ 10 pháp ấy, gọi là Bồ Tát hành trì trong A Lan nhã. Này tỳ nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là trụ nơi cội cây. Những gì là 10? Đó là:
một chẳng ở gần nơi làng xóm, hai nương theo chỗ có cây cối mà trụ, ba chẳng trụ gần chỗ có nhiều khai gốc, bốn chẳng trụ gần chỗ có cây cỏ độc hại, năm chẳng trụ nơi cây cối trụi lá, sáu chẳng trụ nơi cây có loài vượn khỉ vượn ở, bảy chẳng trụ nơi cây có tổ hang của loài chim thú, tám chẳng trụ nơi có loài thú dữ, chín chẳng trụ nơi có kẻ trộm giặc nguy hiểm. 10. Chỗ trụ của ta không có những sự sợ hãi khiến tâm lưu an vui. Này thiện nam, đầy đủ 10 pháp như thế gọi là Bồ Tát hành trì pháp trụ nơi của cây. Này thiện nam, Bồ Tát là có 10 pháp gọi là ngồi nơi khoảng đất trống. Những gì là 10? Đó là 4 mùa xuân thu đông hạ, không dựa nơi tường vách mà trụ. 2. Cũng không nương nơi cội cây mà trụ. 3. Chẳng tự dựa nơi bãi cỏ mềm mà trụ. 4. Chẳng dựa nơi mé núi cao dốc. 5. Chẳng trụ nơi bờ sông. 6. Không tạo các vật dụng ngăn lạnh, ngăn gió, ngăn mưa, ngăn nóng, ngăn sương mốc. 7. Bồ Tát ngồi nơi khoảng đất trống. Trường hợp thân bị bệnh ốm yếu nên tìm đến trụ xứ của chúng tăng. Suy niệm Đức Như Lai vì nhằm ngăn chặn các thứ kết sở nên thuyết giảng về hành đầu đà. Ta nay tuy ở tại trụ xứ của chúng tăng nhưng phải dứt đoạn trừ kết sở. 8. Tuy ở nơi chúng tăng nhưng không sinh tâm tham đắm. 9. Không phải vì thân mình chỉ vì các hàng tế chủ giúp họ thành tựu các công đức. 10. Luôn khởi tưởng như ngồi nơi chỗ đất trống. Để đủ 10 pháp này gọi là Bồ Tát hành trì pháp ngồi nơi đất trống. Này thiện nam, Bồ Tát là có 10 pháp gọi là ngồi nơi vùng cỏ mã. Đó là 1. Theo chỗ ăn trụ luôn khởi tâm chán lìa điều ác. 2. Thường tu tập quán tưởng về thay chết, cùng dẫn liên hệ từ thay chết. 3. Ngồi nơi vùng gò mã, luôn tu tập tâm từ. 4. Khởi tưởng tạo lợi ích, thương xót chúng sinh. 5. Thọ trì thanh tịnh các giới cấm, luôn đầy đủ các oai nghi. 6. Trọn không ăn thịt. Vì xa vì gần với vùng gò mã, có các loài phi nhân cùng những quỷ thần xấu ác, ăn máu thịt người. Tâm địa thấp hèn, không vui cái thấy Bồ Tát ăn thịt, sẽ tạo mọi sự não hại. 8. Tỳ kheo ngồi nơi vùng gò mã, đi tới trụ xứ của tăng chúng. Trước hết nên lễ bái tháp Phật, rồi đảnh lễ các vị thượng tọa đại đức, nói năng bàn luận nên đứng để thưa đáp, không ngồi chỗ có y áo chăn nệm. Vì sao? Vì luôn giữ lấy sự quý trọng đối với Phật của tăng chúng. 8. Như kẻ phàm phu, ngu tối, xem thường đối chúng, vùng gò mã, Bồ Tát thì không như thế. 9. Chỉ như có người bày biện chỗ ngồi, mời Bồ Tát an tọa, Bồ Tát nên hỏi, đây là ý riêng của ông hay là ý của chúng tăng? Xem ý của người trước mặt mình chẳng sinh tâm hối hận, sau đấy mới ngồi. 10. Khởi tâm cho là thấp kém như con cái hàng chiên Đà La. Thiện nam, đầy đủ 10 pháp ấy gọi là Bồ Tát hành trì pháp ngồi nơi nghĩa địa. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là luôn ngồi không nằm. Những gì là 10? Đó là 1. Chẳng vì thân khổ nên thường ngồi. 2. Chẳng vì tâm khổ nên luôn ngồi. 3. Chẳng vì dứt bỏ sự ngủ nghỉ nên thường ngồi. 4. Chẳng vì quá mệt nhọc nên thường ngồi. 5. Vì nhầm thực hiện đầy đủ các pháp bồ đề nên thường ngồi. 6. Vì nhầm khiến tâm được chuyên nhất nên thường ngồi. 7. Vì nhằm khiến hướng tới chánh đạo. 8. Vì nhằm an toàn nên đạo tràn cho đất đạo quả giác ngộ vô thượng. 9. Nhằm tạo lỡ cho chúng sinh. 10. Vì dốc đoạn trừ tất cả các thứ cơ sở. Thiện nam, của đủ 10 pháp ấy gọi là Bồ Tát hành trì pháp luôn ngồi không nằm. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là tùy nghi trải toàn ngồi. Những gì là 10? Đó là 1. Chẳng tham đắm chỗ ngồi nên thuận theo đấy mà ngồi. 2. Không tự bày toàn ngồi, cũng không khiến người khác trải toàn ngồi. 3. Không tạo ra hình tướng khác lạ để khiến người khác trải tòa. 4. Tòa ngồi hoặc bằng cỏ hoặc bằng cành lá cây khô, tùy nghi mà ngồi lên. 5. Nếu là chỗ có nhiều kiến ong ruồi nhặng thì nên bỏ đi. 6. Nếu khi muốn nằm thì nên nằm nghiêng theo phía hông bên phải, hai chân chồng lên nhau, khéo tóm vén y phục gọn gàng. 7. Lúc hoặc lúc ngủ nghỉ thì phải giữ vững tâm, lấy tâm.
Minh tướng xuất hiện thì dậy. Tám, ý không tham vướng việc ngủ nghỉ cho là vui thích. Chín, khi nằm nghiêng theo phía hông bên phải, lấy bị mệt mỏi lắm cũng không chuyển sang nằm theo hông bên trái. 10. Nhằm điều hòa bốn đại, luôn nhớ nghĩ đến điều thiện. Thì nam, vừa đúng 10 pháp này gọi là Bồ Tát hành trì pháp trì nghi trải tuần hồi. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là thành tựu về thiền. Những gì là 10? Đó là một, tu tập nhiều pháp quán bất tịnh; hai, tu tập nhiều pháp quán từ bi; ba, tu tập nhiều pháp quán 12 nhân duyên; bốn, tu tập nhiều pháp liền lầm lỗi lỗi lầm; năm, tu tập nhiều pháp về tu tập nhiều dạng pháp không; sáu, tu tập nhiều về môn vô tướng; bảy, tu tập nhiều về môn vô nguyện; tám, tu tập nhiều về thiền; chín, tu tập nhiều về pháp không hối hận; 10. Trì giới đầy đủ hoàn hảo. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát tu tập nhiều pháp quán bất tịnh? Bồ Tát ở một mình, ở nơi chốn vắng lặng, tịch tịnh an nhiên, thâu giữ tâm ý hiện tiền, chán lìa điều ác, thẳng thân ngồi yên theo lối kiết già, các chư phần nơi thân đều hoàn mỹ, thân tâm hoan hỷ tu chi. Con người ăn uống hoặc bằng các thức ăn ngon lạ, hoặc chỉ là thức ăn dở kém, tất cả đều dựa nơi thân này biến thành những thứ bất tịnh, máu mủ nhơ uế thể đều đáng ghét. Hết thảy chúng sinh tham đắm nơi mỹ vị nên tâm luôn vui chấp. Ta nay sẽ nguyện nương theo chánh pháp của Phật, quán sát thân này đúng như tướng thật của nó, chẳng thể nhiễm vướng, cũng không chán lìa để dốc cầu niết bàn. Đó gọi là Bồ Tát tu tập nhiều pháp quán bất tịnh. Thế nào là Bồ Tát tu tập nhiều pháp quán tâm từ? Như trên đã nói về nơi chốn cấu nhiễm, Bồ Tát với thân đoan nghiêm, một mình an tọa chỗ vắng lặng tư duy. Chúng sinh có nhiều sân hận nên giấy khởi não hại, tạo nhiều điều bất thiện. Nếu có chúng sinh đối với ta bình đẳng thì vì sao vào trời sau tự sinh oán hận? Chúng sinh như thế, ta phải dùng phương tiện để đoạn trừ sân hận lấy họ. Tư duy rồi thì từ tâm thân tâm khởi tâm từ bi thực hành, chẳng phải chỉ nói suông. Thế nào là Bồ Tát tu tập nhiều pháp quán 12 nhân duyên? Chúng sinh phần nhiều giải khởi tham dục giận dữ, những thứ phiền não ấy đều do nhân duyên sinh. Giả sử các pháp còn lại hết thảy đều từ nhân duyên sinh khởi, vì sao kẻ trí lại không thấy rõ về tướng như vậy? Trong khoảng một sát na, pháp từ nhân duyên sinh nên thảy đều là không, cho nên vì đấy mà tự hủy hoại. Thế nào là Bồ Tát tu tập nhiều và pháp lìa bỏ lỗi lầm? Nếu tự sinh khởi lỗi lầm thì có thể đoạn trừ liền, thấy rõ lỗi lầm của người khác thì đi sâu vào tâm xã. Thế nào là tự tìm cách đoạn trừ lỗi lầm? Lỗi lầm là đối với chư Phật không sinh tâm tinh kính, đối với pháp tăng cũng không sinh tâm kính tinh, đối với giới luật, với các bậc hòa thượng Asala, các bậc tôn túc trí đức cũng chẳng sinh tâm tinh kính. Tự đề cao về bản thân, hạ thấp kẻ khác, để năm thứ dục tâm lô ơ thích hướng tới, quay lưng với niết bàn, tạo đối mọi kiến chấp về ngã, về chúng sinh, về thọ mạng, về người, chấp có hư không, giới khởi đoạn kiến, chấp sâu nơi tưởng có giới khởi thường kiến, xa lìa hiền thánh, tân cận cảnh phàm phu, lìa bỏ người trì giới, gần cuối hàng phá giới, gần tri thức ác, xa tri thức thiện, cho bài kinh pháp không tin, nghe các nghĩa lý sâu xa, tâm sinh hoảng sợ, bê trễ biến giác, pháp cần tu tập thì coi thường, không hành trì, ý chí xúc kém, không có ngôn ngữ biện tài, điều không nên nghi thì lại khởi nghi hoặc, chỗ đáng nghi ngờ thì lại không nghi, bị năm thứ ngăn che trùm phủ, gây chướng ngại huyễn hoặc tà nịnh, gắn chặt với chuyện ngủ nghỉ, đắm nhiễm lợi dưỡng danh vọng nơi thế gian, cậy giữa nơi tộc họ, cơ nghiệp tham ái theo đuổi chúng, xa lìa chánh pháp, ưa bàn chuyện tiếp tục bởi bế thiền định quán tưởng. Thấy điều thiện không vui, nghe diệt sâu ác thì thích thú, không chịu gần gũi cảnh xuất gia, chỉ nhớ nghĩ việc kết thân với đám trẻ, người nữ, đồng nam, đồng nữ, chẳng vui với chốn A Lan Nhã, không uống ăn, không biết hạn lượng, không kết thân với người thiện, cái vị thầy trí đức không biết đọc tụng kinh hành đúng thời, cũng không rõ về nơi chốn thích hợp để đi đến, lui tới. Ở nơi giới luật vi tế, tâm ý tỏ ra xem nhẹ, cũng xem thường những điều ác nhỏ, nên ta hồ dòm ngó, ngắm nghía, cử động, hấp tấp, luôn hành theo phi pháp mới đang thô ác. Đối trước mọi thứ hình sắc tốt xấu, tâm đều tham vướng, ưa giận dữ, chẳng tu tập tâm từ, không chút thương xót nơi các chúng sinh khổ não, thế kẻ khổ vì bệnh cũng chẳng chán bỏ điều ác, nghe việc chết chẳng sinh chẳng kinh hãi, luôn gắn với chốn lửa dữ cháy bùng, chẳng cầu nẻo xuất ly giải thoát,
không quan sát nơi thân, chẳng giữ gìn giới cấm, chẳng xét kỹ về bản thân, điều đáng làm thì không làm, điều nên hiểu biết thì không hiểu biết, điều phải tư duy thì không chịu tư duy, chẳng phải đạo cho là đạo, đạo thì cho là chẳng phải đạo, chưa chứng đắc bảo là đã chứng đắc, hoặc ít mong phước đức, chỉ chú trọng việc được giàu có, nên tâm ý loạn động. Ở nơi công đức lớn trọn chẳng tu hành, lại cha bai hủy bán. Pháp đại thừa, người ưa cầu đại thừa, pháp thanh văn, người ưa thích pháp thanh văn, cũng trách trê giữa pháp giới, giới thì khơi tranh cãi, giới người thì ương bướng, ngôn từ thường hung tợn, từ cao không rõ hạnh khiêm cung, không biết hổ thẹn, thô tháo, nói năng chẳng từ tốn, ưa chuộng lời theo dở ác khẩu, nên hay nói dối, đùa cợt, buông lung vô độ. Tại vô số lỗi lầm như thế, nên vì nhằm điều ở các pháp tội lỗi ấy, sẽ liền mọi thứ buông tả đùa cợt, dốc cần dốc tu tập định không, tu tập nhiều dập không, nên quán xét tất cả mọi thứ, thật thánh đều không, trí của chủ thể quán không ấy cũng là không. Có như vậy rồi thì buộc tâm quán vô tướng nơi pháp trong ngoài, không thủ đắc nơi tướng của thân, còn không thủ đắc nơi tướng buộc giữ niệm, bây giờ chẳng giới tâm bị buộc, nơi thân cũng không thủ đắc tướng của thân, cũng chẳng thủ đắc tướng bên ngoài, cũng chẳng thủ đắc chỗ niệm về tướng bên trong, tướng bên ngoài dứt trừ, thì tướng của thân cũng dứt trừ, đoạn trừ chỗ nhận thức về bên trong thì tâm ưa thích pháp thiện. Việc tu tập càng tăng trưởng, tu lớp không dứt. Luôn nhớ nghĩ tới định tuệ đã tu tập, gốc các công đức, quán xét đúng các pháp, do ý nghĩa thâm diệu như thật, đó gọi là tuệ. Khai thâu tóm tâm ý tán loạn, hoan hỷ, không chối, đó gọi là trịnh. Vì sao? Vì trì giới thanh tịnh để Bồ Tát có thể làm thanh tịnh hoàn thiện vị trì giới, tất thành tựu thiền giới, đầy đủ thiền đạo, do đó trì giới đầy đủ gọi là tu thiền. Thì nam gọi đủ 10 pháp này, đó là Bồ Tát khéo tu tập pháp thiền. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là thọ trì tu đa la, đó là một vì họ trì chánh pháp nơi nghe pháp thì có thể thọ trì, chẳng vì tài vật cái thức ăn uống mà thọ trì. 2. Vì nhằm nối tiếp chủng tánh của tam bảo, khiến cho pháp Phật không bị đoạn tuyệt, chẳng vì lợi dưỡng nên thọ trì. 3. Vì khiến cho giáo pháp đại thừa được lưu hành rộng khắp nên thọ trì, chẳng vì được cung kính có nhiều lợi lạc mà thọ trì. 4. Vì nhằm cứu độ các chúng sinh không ai cứu giúp nên thọ trì, chẳng vì tiếng tâm được ca ngợi mà thọ trì. 5. Vì các chúng sinh bị khổ não khiến họ được an lạc nên thọ trì. 6. Vì nhằm khiến chúng sinh đạt được mắt tuệ nên thọ trì. 7. Vì những người cầu pháp thanh văn khiến họ đạt được nên thọ trì. 8. Vì sự tu tập theo pháp đại thừa được thành tựu nên thọ trì. 9. Vì nhằm thành tựu viên mãn nhất thiết chủng trí nên thọ trì. 10. Chẳng bị cầu các thừa thấp nên thọ trì. Thì nam gọi đủ 10 pháp này, đó là Bồ Tát thọ trì Tu Đa La. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là bậc luật sư. Những gì là 10? Đó là một, khéo thông tỏ về nhân duyên giới khởi của luật tạng. 2. Thông tỏ về chỗ thâm diệu của luật tạng. 3. Thông tỏ về các sự việc vi thế của luật tạng. 4. Thông tỏ về các trường hợp nên làm không nên làm. 5. Thông tỏ về giới tánh trọng. 6. Hiểu rõ về giới chớ trọng. 7. Hiểu rõ về nhân duyên phát khởi việc chế tác giới luật. 8. Thông hiểu về giới luật của hàng thanh văn. 9. Thông hiểu về giới luật của hàng bích chi Phật. 10. Thông tỏ về luật tạng của Bồ Tát. Thì nam, gồm đủ 10 pháp này, đó là Bồ Tát khéo hành trì luật sư. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là khéo nhận biết về oai nghi, khéo nhận biết về chỗ nên làm, không nên làm, giải pháp cầu hành trì và các cử động, động tác nơi oai nghi. Những gì là 10? Đó là 1. Khéo tu học giới luật của hàng thanh văn. 2. Khéo tu học giới luật của hàng bích chi Phật. 3. Do khéo tu học nên oai nghi đầy đủ. 4. Do khéo, do oai nghi đầy đủ nên chúng không thể hành trì thì trọn không đi đến. 5. Các vùng cõi chẳng nên lui tới thì cũng không tìm đến. 6. Hành trì luôn đúng thời. 7. Hành trì đúng với nơi chốn hành hóa của sa môn. Chúng không thể hành hóa thì chẳng lành, chẳng hành. Do đấy oai nghi luôn đầy đủ. 8. Nơi chốn bị các hàng sa môn phạm hạnh chế trách thì không nên đến. 9. Cũng có thể giáo hóa kẻ khác hành trì giới cấm, oai nghi như thế. 10. Do ý nghĩa ấy nên oai nghi gồm đủ. Oai nghi vắng lặng, oai nghi không vô định, vô trá. Thì nam, gồm đủ 10 pháp ấy, đó gọi là Bồ Tát thực hiện trọn đủ mọi thứ tiến dừng hành trụ của oai nghi. Này thì nam, Bồ Tát là có 10 pháp gọi là trừ bỏ khinh ghét. Những gì là 10? Đó là 1. Tự hành bố thí. 2. Cũng chỉ dẫn cho người khác hành bố thí.
ba tấn tháng pháp bố thí. 4. Thế người khác bố thí sinh tâm tùy hỷ. 5. Vì những trường hợp ấy mà nếu giảng pháp chánh yếu, khen ngợi người kia khiến được hoan hỷ. 6. Trọn không sinh niệm cho nên bố thí cho ta, chứ bố thí cho người kia. 7. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích của bố thí, mọi chỗ cần dùng đều có đủ, nên được an lạc. 8. Đạt được những lợi lạc thế gian, chính đạt được những lợi lạc xuất thế gian. 10. Bồ Tát tư duy, ta nay vì chúng sinh, tu tập đạo vô thượng, nhằm đem lại lợi ích cho họ. Vì sao lại khởi tâm ganh ghét? Thì nam có đủ 10 pháp này, đó là Bồ Tát có thể diệt trừ sự ganh ghét. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp có thể vì chúng sinh mà khởi tâm bình đẳng, những gì là 10? Đó là: một, vì tất cả chúng sinh mà tu tập tạo nhân duyên của phước. 2. Khiến hết thảy chúng sinh tâm không hiềm khích sân hận. 3. Không khiến cho tất cả chúng sinh giới khởi giận dữ. 4. Vì hết thảy chúng sinh nên tu tập sáu độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. 5. Vì tất cả chúng sinh nên phát tâm cầu đạt nhất thiết chủng trí. 6. Vì hết thảy chúng sinh nên tự làm viên mãn tâm tu đạt nhất thiết chủng trí. 7. Đều không khởi hai tưởng. 8. Công đức đạt được ban cho hết thảy chúng sinh cùng đạt được. Trên duyên hợp nữa, thể chúng sinh cùng làm cảnh giới. Khi tư duy như vậy thì có thể mau chóng thành tựu pháp của thành tựu mau chóng pháp của bồ pháp bồ tát. Nó có thể quán xét về sinh tử như đám lửa cháy dữ dội, tự hành hóa theo pháp ấy thì có thể ra khỏi sinh tử, cũng khiến cho các chúng sinh được cứu độ khỏi biển khổ. 10. Luôn khởi tâm bình đẳng, không sinh tăng giảm. Thì nam, giống như ông trưởng giả có 6 người con, tâm yêu thương đối với các con tại đều bình đẳng, chỉ bày phương tiện nếu các con hãy còn quá trẻ, chưa đủ trí tuệ, không thể làm theo, chẳng biết thiện ác. Nhà bị lửa cháy, những chú bé con đều đang chơi ở những nơi khác nhau. Này thị nam, ông trưởng giả ấy đâu có thể khởi tâm đứa con này nên đem ra, đứa con kia chẳng nên đem ra, đứa con này đem ra trước, đứa con kia nên đem ra sau chăng? Bồ Tát trưởng cái chứa bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thể. Vì sao? Bị ông trưởng giả ấy đối với các con luôn tâm luôn bình đẳng, không sai khác. Phật dạy: này thì nam, Bồ Tát cũng là như vậy, đối với các chúng sinh tâm đều xem họ như con trẻ ngu tối không trí, đời thế giới sinh tử lửa cháy dữ dội khắp chốn, các người con ấy đều ở khắp sáu đường. Bồ Tát tùy chỗ ấn hợp thành tựu thế đều cứu vớt, cùng khắp được ra khỏi đến nơi chốn vắng lặng. Thì nam, gồm đủ 10 pháp ấy, đó là Bồ Tát đối với hết tại chúng sinh luôn khởi tâm bình đẳng. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là khéo cúng dường Phật. Những gì là 10? Đó là: một, dùng pháp để cúng dường Phật. 2. Dùng sự cứu độ chúng sinh để cúng dường Phật. 3. Dùng sự giáo hóa chúng sinh khiến họ an lập nơi pháp thiện để cúng dường Phật. 4. Dùng sự luôn ban cho hết tại chúng sinh mọi thứ lợi lạc để cúng dường Phật. 5. Dùng việc không liền bỏ hành nguyện để cúng dường Phật. 6. Không bỏ niệm hành hóa của Bồ Tát để cúng dường Phật. 7. Ngôn hành luôn tương ân để cúng dường Phật. 8. Tâm không mệt chán để cúng dường Phật. 9. Không bỏ tâm Bồ Đề để cúng dường Phật. 10. Không đem tài tí để cúng dường Phật. Vì sao? Này thì nam, vì pháp thân của Như Lai không phải được cúng dường bằng tài tí, mà chỉ dùng pháp thí để cúng dường là hơn hết. Do chúng cúng dường đầy đủ, đem lại lợi cho chúng sinh, khiến họ đạt được an lạc thiện lợi. Nếu không thể tạo lợi cho chúng sinh thì sẽ không bỏ pháp thiện, cho tạo tác trở nên chán nản, ưa thích vọng ngữ, ý chí xúc kém, tâm sinh mỏi mệt, liền bỏ tâm bồ đề. Do các sự việc như thế thì không thể vì các chúng sinh mà tạo lợi ích. Vì sao? Vì Bồ Tát cần dựa nơi chúng sinh được tu tập các công đức cho đến thành tựu đạo quả vô thượng trên đại chánh giác. Nếu không có chúng sinh thì trọn không thể thành tựu đạo quả kia. Đạo quả vô thượng chánh giác là gồm đủ đạo Phật đạo, nên dùng pháp cúng dường là hơn hết, là tối thượng. Dùng tài thế cúng dường chứ phải là cúng dường đích thực. Thì nam, gồm đủ 10 pháp ấy, đó gọi là Bồ Tát hành trì pháp khéo cúng dường Phật. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là phá trừ cứu mạng. Đó là: Bồ Tát hoặc khi xuất gia tư duy đã lìa bỏ cha mẹ quyến thuộc để xuất gia, xem như là thể chết thối rữa bị từ bỏ. Vì sao ở trong ấy lại khởi cứu mạng? Ta nay cả bỏ râu tóc và hình tướng cũ, hướng cầu đạo pháp, hạn chế nơi thân tâm biết đủ,
Mặt ấy hoại sắc, trước tiên là cái đổi chỗ ưa thích, tu pháp xuất gia, sẽ bỏ mọi ứng xử theo thế tục. Vì sao lại giấy khởi tâm kiêu mạn? Cạo tóc, ôm bình bát, hành pháp khất thực. Tạo tưởng khất thực thì chẳng nên kiêu mạn, phải tự hạ mình xem như hàng chiến đà la. Ta này xin ăn là do kẻ khác cứu giúp mạng sống của mình, vậy sao lại kiêu mạn mà tự làm thương tổn? Vì vậy tôi chưa nhằm phá trừ kiêu mạn, ta nay tỏ pháp khất thực, tôi bị kẻ khác xem thường, người đem cho thức ăn tựa như đem vứt bỏ, như thế thì sao lại khởi kiêu mạn? Ta nay đối với hết thảy chúng sinh luôn khởi tưởng như các bậc hòa thượng a xà lê, nên gia tăng sự khiêm tốn cung kính để phá bỏ tâm kiêu mạn. Ta cùng với các vị đồng học đồng phạm hạnh nên khéo giữ gìn oai nghi, luôn nhớ nghĩ để hành trì thuận hợp, không nên tới các nơi chốn chẳng phải là luật nghi, để khiến cho các bạn đồng phạm hạnh trông thấy ta đều sinh hoan hỷ. Khi tôi duy như vậy thì phá trừ được kiêu mạn. Ta chưa từng được tu hành Phật pháp, nay được tu tập ở trong chỗ chúng sinh sân hận não hại, phải luôn nhớ nghĩ tới nhẫn nhục, lúc tư lúc suy xét như thế thì phá bỏ được kiêu mạn. Này thì nam, gồm đủ 10 pháp ấy, đó là Bồ Tát hành trì pháp phá trừ kiêu mạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Vân quyển 5, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trường thành Phật đạo.